Chào bạn, cảm ơn bạn vì đã lắng nghe câu chuyện này của Thu. Câu chuyện về vận khí của 12 con giáp năm 2022. Đây là một câu chuyện ngắn mà Thu đã dành rất nhiều tâm huyết để viết nên nó, gửi gắm vào đó bí quyết giúp bạn tăng vận khí may mắn, tốt lành mỗi dịp Tết đến xuân về hay là xuyên suốt cả cuộc đời mỗi người. Rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Bây giờ thì hãy cùng Thu lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021. Gia Thành là một doanh nhân giàu có và nổi tiếng mà trong giới làm ăn kinh doanh ai cũng biết đến. Một hôm, Gia Thành có một cuộc hẹn làm ăn với đối tác quan trọng của mình là Khải Minh, một doanh nhân ngành xây dựng rất thành đạt. Gia Thành bước vào phòng làm việc. Trong phòng, Khải Minh và một người khác đang nói chuyện với nhau. Xin chào Khải Minh. Chào Gia Thành. Xin giới thiệu với anh, đây là thầy Nhất Tâm, là thầy phong thủy đã xem cho tôi rất nhiều năm qua. Nhân tiện anh đang ở đây thì cùng chúng tôi uống chén trà, nói chuyện với nhau nhé. Gia Thành và thầy Nhất Tâm bắt tay chào nhau với một nụ cười đầy thiện ý. Khải Minh gọi thầy Nhất Tâm. Thưa thầy, cũng giống như những năm trước đây, vào dịp cuối năm này, để chuẩn bị thật tốt cho những dự định và kế hoạch năm sau, con muốn hỏi thầy một vấn đề là... Vận khí người tuổi Hợi năm Nhâm Dần 2022 sẽ như thế nào? Thầy Nhất Tâm nở một nụ cười thiện lương, nhấp chén trà nóng còn nghi ngút khói rồi từ tốn trả lời. Theo quan niệm phương Đông, người tuổi Hợi là những người hiền lành và đáng tin cậy. Họ là người chân thành, ngay thẳng, trầm tính, khẳng khái, vô tư, vui vẻ, rộng mở ôn hòa. Người tuổi Hợi có vận thế tài lộc hanh thông, chỉ cần nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ cần cù làm việc thì họ sẽ dễ đạt được cuộc sống an nhàn, sung túc. Người tuổi Hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái. Họ thân thiện, cởi mở, là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có óc tư duy, giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến, khi nào thì lên lùi, linh hoạt ứng biến, không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là họ sẽ sẵn sàng, san phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Họ là những người bạn tốt bụng và thân thiện. Trong gia đình, họ là những người đáng tin cậy để mọi người có thể chia sẻ khó khăn, buồn vui và là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Hợi có vận khí cực đẹp. Năm Dần là năm tiến công của người tuổi Hợi và có nhiều đột phá lớn. Người tuổi Hợi nên lợi dụng việc được các sao tốt chiếu rọi, thiên thời địa lợi nhân hòa, lặng lẽ làm ăn. Làm nhiều, nói ít thì tất sẽ có thu hoạch lớn về phương diện sự nghiệp và tài vận. Năm 2022, chiếu theo sự vận động của âm dương ngũ hành trong năm Nhâm Dần cho biết năm này là một năm tương đối hanh thông, chủ về công việc làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào. Nếu có xuất hành ngoại giao làm ăn thì dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, nhờ thế mà đạt được thành công. Công việc làm ăn có nhiều thành tựu dẫn tới tài chính của bạn khá hanh thông, năm này là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư, mở rộng công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn trước. Đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó hãy luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng. Mưu sự, trong năm vất vả hơn nhưng bạn sự khởi đầu nan, có chính ấn và thái âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, ắt sẽ đạt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài mong đợi. Về phương diện tình duyên, năm 2022, nữ mạng đào hoa vượng hơn nam mạng, cuối năm vận khí vượng hơn, các duyên ắt tới. Nam mệnh vì phải đam mê đấu tranh cho sự nghiệp nên còn cô đơn lẻ bóng. Đối với người đã có gia đình, tình cảm khá yên ấm, đôi lúc không tránh khỏi những cãi cọ xung đột, nhưng nếu biết chú ý quan tâm tới cảm xúc và khó khăn của nửa kia thì mọi việc sẽ ổn. Tóm lại, năm 2022 là năm người tuổi Hợi có vận khí vô cùng thuận lợi, tài vận sự nghiệp đều hanh thông như ý. Khải Minh chăm chú nghe thầy Nhất Tâm nói từng lời, không bỏ sót chữ nào. Cảm ơn thầy về những điều thầy vừa chia sẻ, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc nó thật kỹ. Khải Minh quay sang hỏi tôi.
Gia Thành, ông có muốn hỏi thầy về vận khí của mình trong năm mới không? Ồ, cảm ơn nhà ý của anh, Khải Minh à. Nhưng từ trước tới nay, tôi vẫn theo đuổi cho riêng mình một triết lý, đó là cuộc sống của mình phải do mình nắm bắt và quyết định. Mỗi người đều có một tín ngưỡng riêng, một niềm tin riêng, và tôi rất trân trọng điều đó. Với tôi, trong công việc làm ăn và các vấn đề trong cuộc sống, năm nào tôi cũng gặp những sự việc không tốt, lẫn không như ý, như dự án kinh doanh không được thuận lợi, dòng tiền chưa lưu thông tốt, công trình chậm tiến độ, công ty đối tác gặp vấn đề ảnh hưởng đến việc kinh doanh, thiếu hụt nhân sự, nguyên vật liệu cung ứng không đủ, hợp đồng lớn bị đối thủ cạnh tranh lấy mất. Bản thân mình hay người nhà bị bệnh, hay những tai nạn không lường trước được. Những sự việc xấu đó cũng đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, khiến tôi phải lo lắng, buồn rầu và suy nghĩ nhiều hơn, phân tích nhiều hơn, làm việc nhiều hơn để tìm cách giải quyết vấn đề. Mọi khó khăn sẽ được từ từ giải quyết, từng bước một. Khó ở đâu, ta cứ ở đó. Thiếu cái gì, ta bổ sung cái đó. Không biết cái gì, ta học hỏi, nghiên cứu cái đó đến khi hiểu thì thôi. Rồi thì khó khăn cũng qua, cũng từ từ được giải quyết. Và quan trọng nhất là trong lúc gặp khó khăn hay những điều bất như ý, mình phải thật bình tĩnh, thật tĩnh tâm để suy xét, nhìn nhận vấn đề, tìm ra hướng giải quyết phù hợp, chứ đừng để bị cảm xúc chi phối. Điều đó chỉ khiến mọi việc rối lên thôi. Khó khăn hay những điều bất như ý đã giúp tôi rèn luyện ý chí, cho tôi thêm nhiều kiến thức và những trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống. Và chắc anh Khải Minh cũng như tôi hiểu được cái cảm giác hạnh phúc và sung sướng biết bao mỗi khi chúng ta đạt được thành công, mà những thành công đó lại đến khi chúng ta nỗ lực vượt qua những thử thách, khó khăn của công việc hay những điều bất như ý trong cuộc sống. Cũng giống như cây tùng mọc trên núi đá cao, trải qua bao bão táp mưa ra lại càng hiên ngang, rắn rỏi, không sợ sương gió, không quản nắng mưa, vẫn xuôi xuôi xanh mát, bốn mùa xanh tươi. Đây cũng chính là lý do mà tôi đạt được thành công như ngày hôm nay. Thầy Nhất Tâm mỉm cười nhìn Gia Thành. Ngài Gia Thành quả không hổ danh là doanh nhân nổi tiếng và thành đạt nhất thành phố này. Quả đúng như ông nói, cuộc sống của mình là do mình quyết định, đức năng thắng số, chỉ cần chúng ta đầy đủ trí tuệ, có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm từng trải, chúng ta sẽ luôn có thể mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống như cây tùng mọc trên núi đá cao. Khả Minh gương mặt bỗng nở nụ cười rạng rỡ, bừng tỉnh vì vừa ngộ ra một chân lý đáng quý trong cuộc sống. Cảm ơn Gia Thành, cảm ơn thầy Nhất Tâm. Cuộc trò chuyện với hai người ngày hôm nay đã giúp tôi ngộ ra rất nhiều đạo lý. Gia Thành à, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại là doanh nhân giàu có và nổi tiếng nhất thành phố này rồi. Sau đó ba người tiếp tục ngồi trò chuyện vui vẻ đến khi tối muộn mới ra về. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe ủng hộ cho Thu. Nếu thấy nó hay và ý nghĩa thì bạn để lại cho Thu một like hay một comment nhé. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện này tới những người thân yêu quý của mình thì có thể vào danh mục danh sách phát với danh sách có tiêu đề Tử Vi 12 con giáp năm 2022 để chọn video có nội dung con giáp phù hợp với tuổi người thân của bạn. Vì mỗi người chỉ có một con giáp nên Thu sử dụng duy nhất một cốt truyện, chỉ có nội dung phần vận khí mỗi con giáp là khác nhau. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn một ngày an lành. Và đừng quên ấn đăng ký kênh hay subscribe để đón nghe những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa sắp tới của Thu nhé. Tạm biệt mọi người.